Rồi, chào các bạn, mình tiếp tục quay thử cái camera trên Note 8 với cái chất lượng 4K. Đây là cái bãi biển Laguna Beach ở miền Nam Cali. Và hiện tại trước mặt các bạn là mình đang zoom 2x, coi cái camera ra zoom nó như thế nào. Và mình thu tiếng từ cái máy luôn, không có qua cái tai nghe.